Xin chào cả nhà. Hôm nay Phi rất là vui. Ngày hôm qua là ngày 10 tháng 2 năm 2023 thì Phi có vé về Bình Thuận để đưa khách đi tham quan tất cả các khu đất đầu năm, xem lại đất trong những năm vừa rồi. Thì khi về trên đường về thì Phi có ghé là ngay chỗ cái nút giao trung tâm, tại vì khi đi là thời gian lúc đó nó cũng là sáng sớm rồi, cho nên khi về thì sớm hơn chút xíu. Thì hôm nay Phi sẽ bay ngay chỗ cái nút giao đường cao tốc Dầu Giang Phan Thiết, nút giao Xuân Tâm. Thì mình thấy được rằng là ở tại nút giao này thì chỉ trong vòng chưa được một tháng thì gần như là đã hoàn thiện xong tất cả các hình thành rõ, các cái điểm lên xuống, các cầu vượt đã xây xong, và sắp tới là chỉ trong một giai đoạn ngắn nữa là sẽ thông xe hoàn toàn tiến vào trước ngày 30 tháng 4. Để cùng tham quan xem thử ở đây nó đã xong những cái hạng mục gì rồi nhé. Cách đây một tháng á, thì cái đoạn mà nút giao giữa quốc lộ 1A như với đường cao tốc này thì chưa có trải nhựa. Thì đến ngày hôm nay á, thì sau em test xong thì mình đã thấy đã trải nhựa và bắt đầu đã phân làn cố định. Đoạn đường này thì có được chia làm 6 làn đường với tốc độ di chuyển từ 100 đến 120 km/h. Và tiếp tục sẽ lắp ráp các hệ thống đèn chiếu sáng. Thì với tiến độ này thì chắc chắn là sẽ kịp ngày 30 tháng 4 năm 2023 này thì xong xe. Đoạn đường này là nhánh lên xuống cao tốc đoạn từ ngã ba Xuân Tâm từ quốc lộ 1A đi lên. Nếu di chuyển từ đoạn này đi lên thẳng là mình sẽ hướng về bên đoạn giao nhau giữa cao tốc Long Thành Dầu Giây. Và mình còn 3 cái điểm xuống nữa. Rất là đẹp. Các anh chị mà xem qua thì cũng thấy được rằng là cái khó khăn lớn nhất á, để mà xây dựng đường và cao tốc mà được hoàn thiện á, là nằm ở chỗ là xây dựng các cái điểm nối lên xuống và các cầu vượt. Thì đây là một cái công trình mà hạng mục kéo dài cái thời gian của cái công trình ra lâu nhất. Nhưng mà ở điểm xuống này với cái tính chất gọi là ba cái cầu vượt, nhưng mà đã hoàn thành xong cái cầu vượt và bây giờ là chỉ cấp phối đá dăm và chuẩn bị trải nhựa nữa là xong. Cho nên mình còn thấy rất là vui tín hiệu này. Trong cái thời gian vừa qua thì Phi cũng có tìm hiểu một số các anh em cũng trong nghề hoặc là cũng đã đi tham quan trên trực tiếp trên cao tốc, thì mình cũng thấy rằng là ở tất cả các cái hạng mục điểm xuống thì các cầu vượt thì gần như đã xong hết toàn bộ 100%, và hạng mục còn lại bây giờ đó là chỉ là lắp đèn chiếu sáng và giải phân cách và làm hàng rào chắn. Đây là hạng mục sẽ kéo dài trong 2 tháng nữa thì mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ thông xe trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Thì khi mà thông xe này thì mình sẽ thấy được một cái điều mà kích cầu về, trước tiên là về du lịch ở tại Bình Thuận, mang về GDP cho đất nước. Hai nữa là về bất động sản, giá trị bất động sản. Thì hiện tại một số các nhà đầu tư lớn thì đang âm thầm gọi là thu gom về các quỹ đất lớn ở ngoài này, rất là tốt. Thì đó cũng là một cái cơ hội đầu tư rất lớn cho anh chị biết nắm bắt cơ hội ngay tại lúc này. Tại vì nguy của người này là cơ của người khác, cho nên là khi mà cái thị trường nó đang bất ổn ở tại trung tâm á, thì thị trường bất động sản ở tại vùng ven và một số các tỉnh thành đang là một cái điểm hot. Và cái xu hướng ngắn hạn nhất bây giờ là mình sẽ đi theo đu trend theo cái xu hướng của cao tốc Dầu Giây Phan Thiết sẽ thông xe toàn tuyến trước ngày 30 tháng 4. Thì đây là một cái điểm ngắn hạn để cho anh chị tìm kiếm một cơ hội đầu tư ở ngoài này. Thì anh chị cần thông tin liên hệ đầu tư ở ngoài này thì vui lòng liên hệ với Phi. Phi cũng làm ở thị trường ngoài này cũng được 3 năm và cũng tìm hiểu rất kỹ về giá, chỉ từ 98.000 cho đến là 180.000 là có được một cái vị trí lô đẹp giá tốt cách biển khoảng 10 phút. Phi xin chân thành cảm ơn anh chị đã xem video. Kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Anh chị thấy hay hãy nhấn like và subscribe kênh của Phi để theo dõi những cái video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.